Ở đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những thế lực xấu xa. Các siêu anh hùng Marvel vẫn ngày đêm thầm lặng chiến đấu để bảo vệ trái đất và cả nhân loại. Vậy các siêu anh hùng này là ai? Và trận chiến khốc liệt đã diễn ra như thế nào? Iron Man, nhà tỷ phú đại tài đã chế tạo bộ giáp siêu năng lực với lò phản ứng hồ quang, nguồn cung cấp năng lượng cho cả bộ giáp. Captain America, đội trưởng quả cảm với kỹ năng chiến đấu thượng thừa, cùng chiếc khiên Vibranium gần như không thể phá hủy. Thor, vị thần sấm sét, vua của Asgard, mang trong mình sức mạnh phi thường và tinh thần chiến đấu bất diệt. Black Panther, vua của Wakanda, sở hữu bộ giáp Vibranium cùng kỹ năng chiến đấu tài ba. Black Widow, nữ điệp viên siêu đẳng, thông thạo nhiều loại vũ khí, kỹ năng chiến đấu của cô luôn là cánh tay đắc lực cho cả đội. War Machine, cổ máy chiến tranh tối tân, với bộ giáp được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng, có sức công phá cực lớn. Spider-Man, với kỹ năng phóng tơ cùng sự nhanh nhẹn, anh đã trở thành chiến binh đáng gờm trong nhiều trận đấu. Thanos, một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất Marvel, với găng tay vô cực có sức mạnh hủy diệt, Thanos đã phá hủy một nửa vũ trụ. Với tinh thần anh dũng cùng sự đoàn kết, các siêu anh hùng đã chiến đấu hết mình vì chính nghĩa và công lý. Cuộc chiến kết thúc, chính nghĩa luôn chiến thắng, nhân loại đã được hồi sinh, sự sống vẫn tiếp diễn và các siêu anh hùng vẫn luôn âm thầm bảo vệ trái đất. Câu hỏi tập này: Đố bé, 6 viên đá vô cực đại diện cho những yếu tố gì? Hãy comment bên dưới video kèm theo con số để là một trong 20 người may mắn nhất nhận ngay phần quà hấp dẫn từ TD TV.